Hi, chào mọi người. Mọi người ơi, lại là mình đây. Mời mọi người ăn chung với mình nha. Hôm nay thì mình sẽ ăn mì với xúc xích với kim chi nha. Và một dĩa trái cây. Mời mọi người ăn nha. Miếng kim chi phải vô nữa nha mọi người. Đó, bỏ miếng kim chi vô nha cả nhà. Đó, bỏ miếng kim chi, bỏ miếng mì vô. Mình sẽ chắc ra. Mình sẽ múc nó lên nhìn nè cả nhà. Ăn một cái rất thích. Đó. Xúc xích này mọi người nó có bơ. Nó có bơ bên trong đó cả nhà. Ngon quá. Ngon bắt cháy. Miếng kim chi nha mọi người. Kim chi. Ngon. Xúc xích này ăn bên trong nó có bơ ngon nha mọi người, bé bơ mà. Hấp dẫn quá. Ngon bác chứ bà chứ. Kim chi nó chua chua cay cay ngon quá.
Ngon bắt chấp được chắc. Cay quá. Chân chi cay quá mọi người ơi. Ừ, chừng luôn. Khổng lồ, để đây ăn. Ngon ngọt ghê. Chứ nào dễ thương mà ngọt nữa xíu à. Ngon quá. Ngon quá à cả nhà ơi. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp nha. Chào tạm biệt.